muốn nói với các bạn như thế này này, thì tớ thì khi ngày xưa tớ đi hát thì tớ người ta thường nói là xứng ca vô loài, nhưng thực sự cũng phải là vô loài. Để tớ đi tổ chức tiệc cưới hoặc là tiệc giao lưu hoặc là tiệc ban phát ân huệ cho trần gian thôi, thì tất cả những anh chị nào văn nghệ sĩ hoặc những người nào hầu đồng hầu bóng hoặc là làm chùa làm chiền hoặc là trong tập đoàn từ thiện thì biết tớ thôi. Nhưng mà thì ngày xưa tớ đi có con thì tớ là tớ sinh năm 2001 cơ, mà tớ là họ Hoàng thì bố tớ thì làm bác sĩ cơ. Nhưng mà tại vì ông ấy là tầng lớp trí thức nên là ông ấy không muốn cho để xã hội biết nhiều về mình, thì là đi hát thì bố tớ cũng không có cấm. Nhưng mà tớ cũng làm về quán bar chủ quán bar là thôi, tớ có cổ phần ở đấy. Thì thỉnh thoảng tớ làm đám cưới cả đời, người ta mới có một đám cưới một lần thôi. Nhưng mà chẳng may hôm nay tớ đi làm một cái đám cưới ở tận dưới gần khu Thái Bình đấy, thế mai tớ có câu thế quen thì tớ lại có thai. Nhưng mà tớ đi về thì say rượu thì ở với người ta có một ngày mà có thai, thế là bố tớ bắt phá thai thì bị dơ mặt quá, thì không có chỗ để ở đấy. Thế về sau thì là bố tớ đuổi tớ đi khỏi nhà. Nửa tớ đi khỏi nhà khi tớ có thai 3 tháng thì bố tớ vẫn cho tiền để sinh con, nhưng mà bố tớ bắt mua đất ở chỗ khác ở tận dưới Hải Dương đấy, ở Thanh Miện. Thế là tớ làm cho thời gian, làm cho tham đấy, thì là tham cũng cấp cho tớ một ít bản quyền, nghĩa là tiền lương để nghỉ đẻ với cả lương mà lúc mà trợ cấp cho người có con với cả nói chung là tham là của tớ nên tớ có quyền ý làm gì là việc của tớ. Thế là tớ mới mua miếng đất ở dưới đảo Cò Thanh Miện vì tớ nghĩ là con tớ sinh năm 2017 là mang mà tuổi con gà, thì tớ nghĩ là mang về đất thơm cỏ đậu để đấy thôi. Nhưng mà về đấy thì bị dân ở địa phương dưới nó truy sát, và cái đối tượng là Bùi Thị Oanh thì là nhà nó quê Kiến Quốc đi ra Hải Dương thì nó chuyển đến Lạng Sơn nó ở, thì tọa độ đấy thì là đến lúc mà tớ đẻ về thì tớ tách khẩu ra, tớ mua hẳn một miếng đất bên cạnh ra ngoài thì tớ muốn đẻ con tớ đấy. Nhưng tớ thế là công an địa phương thì không cho tớ ở đấy vì người ta báo là bọn hắn sẽ làm phản, mà không nguy cơ nó sẽ bắt cóc thằng bé. Thế là khi tớ sinh con được 3 năm đầu tiên định vào viện ám sát tớ nhưng không ám sát được. Thế là bây giờ nó lừa con trai tớ, nó có thời gian nó ngủ với con trai tớ. Nhưng mà tớ nói với Peter, mẹ nói với Peter này, nó là kẻ thù của mẹ đấy. Tớ đã có đi thuê thầy bói để mở một cái cuộc để chiêu hồn để xem trước tương lai, thì là nó giả vờ ngủ với con trai tớ, xong nó về nó xui con trai tớ giết tớ, và sau nó cứ đâm chết con trai tớ. Thì thôi bây giờ mẹ cũng nói Peter, ông không đồng ý cho con ở nhà đâu, mẹ thì đã phải xuống trần gian mang họ Đoàn đi mua để mẹ làm giấy tờ cho con, thì thôi cho mẹ bố thí cho con cái đấy, thì con làm thì con làm đến là Valentine đấy, còn mẹ không ở đấy nữa đâu. Nhưng mẹ muốn nói với con ở với nó cẩn thận, nó sẽ giết nhân chủ của con đấy. Còn mẹ thì bây giờ không ở cạnh con nữa rồi, mẹ đã cho con 2 cơ hội lần. Con nhớ ngày đầu tiên con làm 20 cái răng của mẹ đã bỏ qua cho mẹ, còn lần thứ hai con đánh mẹ vào nhà thương điên, nhưng biết bệnh viện này của nhà mẹ nhưng mẹ không muốn nói, là con nhốt mẹ vào để con đi ngủ với mấy con ca ve đi, thì là con biết đổ lại được gì không, để nó sỉ nhục cho mẹ mà con mẹ đẻ của mình mà bị nó sỉ nhục. Nhưng cái đấy mẹ cũng bỏ qua cho con vì con là mẹ ban phát ân huệ thôi. Nhưng bây giờ con hãy cẩn thận sống là cẩn thận nó sẽ đâm chết con đấy. Còn từ bây giờ mẹ không có một quan hệ nào với con nữa cả. Nên bây giờ cái con là thằng này, thằng Peter thì nó rất là năng nhăng, thì mỗi ngày nó đi ngủ với con ca ve cơ. Tại vì là tớ là Tây Vương Nữ Quốc mà tớ là Eva mà mẹ của nó là, thế là mỗi ngày nó đi với một con ca ve. Thế là bây giờ mấy con ca ve còn tìm đến nhà tớ để đánh ghen, thì bị dân mấy anh của tớ đánh cho. Thế bây giờ tớ muốn cắt đứt một mối quan hệ của chúng nó, tớ không quan biết gì nó chúng cả. Nhưng mà tớ chỉ nhắc với con trai tớ là cẩn thận bị chúng nó đâm nén, nó đâm chết đấy, thì đến lúc mẹ không có đi để cứu mình được đâu.